Mình sẽ bấm Generate thử nè. Rồi các bạn thấy nó xịn không? Wow, nó tạo ra cho mình một cái hình mới. Wow các bạn, rất đẹp các bạn, rất ngầu, rất ngầu. Wow, làm sao có được một cái hình Spiderman nó xịn như thế này các bạn ha. Thật sự rất là tuyệt vời các bạn, quá hay luôn. Các bạn hoàn toàn có thể tạo ra một bức hình như thế này. Đây là những bức hình do AI tạo ra nha các bạn, hoàn toàn là do AI tạo ra. Và các bạn hoàn toàn có thể tạo ra những bức hình này bằng những cái văn bản của bạn, bằng những cái câu lệnh của các bạn ha. Và nó hoàn toàn miễn phí nha các bạn, hoàn toàn miễn phí. Và với cái công cụ này thì các bạn hoàn toàn có thể tải cái hình ảnh của bạn lên, và các bạn yêu cầu nó tạo một cái hình ảnh tương tự với cái hình ảnh bạn tải lên ha. Ví dụ như bạn có một cái bức hình của riêng bạn thì bạn tải lên đây và bạn yêu cầu nó tạo một bức hình tương tự như bức hình của bạn đã cho trước thì nó vẫn có thể tạo được luôn nha. Cái công cụ này nó rất linh hoạt và rất là hay luôn các bạn ha. Nó cho phép chúng ta chỉnh sửa và tạo theo ý muốn của chúng ta. Và một điểm đặc biệt tiếp theo là với cái công cụ này bạn có thể chỉnh sửa cái bức hình của bạn ha. Ví dụ như khi bạn đã tạo ra một bức hình như thế này rồi, ví dụ như bạn đã tạo ra một bức hình của cái chị như thế này nhưng mà các bạn lại không thích cái tóc này đúng không, thì các bạn có thể đưa vào phần chỉnh sửa và các bạn chỉnh sửa cái phần tóc này thành một cái phần tóc khác, kiểu tóc khác ha. Một lần nữa mình nói rằng là nó hoàn toàn miễn phí và rất là đơn giản, rất là dễ sử dụng, dễ hơn Midjourney và dễ hơn cả DALL-E nữa các bạn ha. Trước đó mình cũng có làm về DALL-E này các bạn ha. DALL-E làm được thì cái công cụ này cũng là làm được luôn đó. Và đó, trước đó mình cũng có làm về video về Midjourney này, đó nó cũng đỉnh ngang ngửa và có thậm chí là hơn Midjourney luôn nha các bạn ha. Đó mình cũng có làm về DALL-E này, đó các bạn có thể xem những video này của mình ha. Đó thì quay lại đây thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn có thể đăng ký và các bạn cũng như là cách các bạn có thể sử dụng cái công cụ này. Và trong video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn huấn luyện cái con AI này luôn nha các bạn. Các bạn có thể hoàn toàn huấn luyện cái công cụ này luôn. Tức là sao? Là các bạn sẽ cung cấp cho nó dữ liệu và cái công cụ này sẽ tạo ra những cái bức hình, những cái hình ảnh mà theo những cái dữ liệu bạn đã cung cấp. Nó giống như là ChatGPT rồi các bạn, rất là hay, rất là đỉnh nha các bạn ha. Ok thì bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn cách để các bạn đăng ký và cũng như là cách các bạn sử dụng cơ bản trước nha. Thì cái công cụ mà mình muốn giới thiệu cho các bạn ở đây chính là Leonardo AI. Wow, cái công cụ này ở ở trên thế giới hiện tại là đang rất là nổi tiếng nha các bạn ha. Thì ở Việt Nam mình là chưa có nhiều người biết. Đó thì cái công cụ này rất là hay và rất là đặc biệt. Đó thì đầu tiên các bạn để đăng ký thì các bạn cứ vào cái trang là app.leonardo.ai ha, thì các bạn cứ vào và các bạn đăng ký bằng email Gmail của các bạn thôi ha, rất là đơn giản nên là chắc là mình sẽ không hướng dẫn ở đây bởi vì nó quá đơn giản luôn. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn sử dụng đơn giản cái công cụ này trước ha. Rồi sau khi các bạn đăng nhập vào thì nó sẽ ra cái trang như thế này. Rồi các bạn để ý cho mình là ở bên đây nó sẽ có là 150 cái đồng tiền xu ở đây nè. Đó các bạn thấy không? Thì ở đây nó gọi là token nha các bạn ha. Các bạn chỉ tưởng tượng nó là như là xu ha. Thì cứ 150 lần như thế này thì các bạn tạo ra được khoảng là 150 hình nha các bạn. Hết 150 đồng này thì ngày mai nó sẽ fill lại cho các bạn ha. Nó luôn miễn phí như vậy ha, tuyệt vời. Nếu các bạn muốn tạo nhiều hơn thì các bạn có thể nâng cấp ở đây ha. Bây giờ mình sẽ vào phần chính nha, là cái hướng dẫn các bạn cách để các bạn có thể sử dụng cái công cụ này hoàn toàn miễn phí. Thì các bạn để ý cho mình cái ô ở đây nha. Thì đầu tiên bây giờ các bạn muốn tạo hình đúng không, thì các bạn hãy bấm vào cái phần AI Image Generation nha các bạn. Các bạn bấm vào đây rồi nó sẽ hiện ra như thế này ha. Thì các bạn thấy đó, trước đó mình cũng có làm một cái mấy cái hình nó hiện ra giống y chang mình ha các bạn ha. Đó thì cái đây là cách để mình có thể huấn luyện cái công cụ này ha. Thì cách để huấn luyện thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ở video tiếp theo nha. Các bạn hãy đón xem video tiếp theo của mình nha. Rồi đầu tiên mới bắt đầu thì các bạn có thể thấy ồ sao cái gì mà nó hơi hơi nhiều đúng không các bạn ha. Tuy nhiên thì các bạn nhìn kỹ vào á thì nó sẽ rất là đơn giản thôi, rất là đơn giản, rất dễ sử dụng ha. Thì đầu tiên đấy, các bạn để cho mình là cái phần cái ô bên trái này và cái phần prompt như thế này thôi. Đó, bây giờ các bạn hãy nghĩ cho mình một cái câu lệnh, một cái prompt như các bạn ha, cái chữ prompt này đó. Và các bạn viết vào đây và các bạn bấm generate thôi. Rất là đơn giản ha. Đây là bước đơn giản nhất. Ok, bây giờ mình sẽ thử tìm một cái câu lệnh và mình sẽ tạo một cái hình ảnh bất kỳ cho các bạn xem trước nha. Rồi mình sẽ hướng dẫn đầy đủ hết cái bên này luôn, các bạn yên tâm nhé. Rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại trang chủ này các bạn ha. Thì bây giờ mình sẽ tìm một cái hình ảnh, một cái câu lệnh mà mình muốn làm ha. Ok, bây giờ mình sẽ tìm đó, các bạn chỉ cần search vào này, các bạn search vào là các bạn sẽ thấy cái câu lệnh, cái câu prompt ha các bạn ha. Đó, bây giờ mình sẽ tìm nha. Rồi, bây giờ mình thấy cái hình này nó đẹp quá các bạn ha. Bây giờ các bạn bấm vào. Thì đây, các bạn thấy cái đống này không các bạn ha, cái prompt đi theo này. Khi mà chúng ta nhập cái câu này vào thì nó sẽ tạo ra chúng ta một cái hình tương tự như thế này ha. Hoặc là bạn bấm chữ copy này, hoặc là các bạn bấm remix nè. Khi các bạn bấm remix thì nó sẽ đảo lại những cái cụm từ trong này ha các bạn ha. Tức là nó sẽ không lấy hoàn toàn những cái từ trong này, nó làm mới lại cho chúng ta ha. Còn các bạn muốn lấy y chang thì các bạn bấm copy prompt ha. Còn cái phần image to image này có nghĩa là từ cái hình này bạn có thể tạo ra một cái hình tương tự như vậy ha. Còn cái phần thứ hai là negative prompt là gì? Negative prompt có nghĩa là các bạn không muốn cái điều gì sẽ xảy ra, sẽ có trong bức hình này ha. Các bạn ví dụ như các bạn để này, đó ví dụ như là long neck này, các bạn có thể nhìn thấy không? Too many finger này, kiểu như vậy ha. Tức là không có cổ thì không có dài nè, và không có nhiều ngón tay.
Đó, kiểu như vậy ha, nó ở đây nó sẽ loại trừ hết này, các bạn có thấy cái chữ ugly này này, chữ có nghĩa là xấu. Đó, chúng ta sẽ loại bỏ hết ra những cái phần này. Đó, thì để mà làm thuần thục được cái công cụ này thì các bạn cần phải biết cách mô tả ha. Thì trước đó mình cũng có hay viết những cái câu trên Twitter ha. Nếu các bạn có Twitter thì mình các bạn có thể follow mình ở trên này ha. Thì mình cũng có hay nói về những cái thứ mà nó liên quan đến ChatGPT, đến AI nói chung ha. Ví dụ như ở đây mình nói rằng là gần như toàn bộ sức mạnh của ChatGPT hay là những cái công cụ mà về AI nói chung. Thì ở đây bao gồm cả cái công cụ Leonardo này nha các bạn ha. Thì cái việc quan trọng nhất là các bạn phải biết cách sử dụng cái câu lệnh ha. Cái câu lệnh của các bạn càng chính xác thì nó sẽ càng đúng ý của các bạn ha. Ok, quay lại đây thì bây giờ mình sẽ remix nha. Tức là mình sẽ cũng lấy những cái kiểu như thế này ha, cũng lấy kiểu như thế này, nhưng mà mình sẽ đảo nó lên. Đó, thì nhờ cái công cụ này nó đảo cho mình luôn ha. Rồi các bạn bấm vào remix nè. Đó, khi các bạn bấm vào remix thì nó sẽ hiện ra bên này luôn nha các bạn ha. Thì nó sẽ hiện cái câu câu lệnh ở bên này luôn. Đó, thì đây là một cái cách mà các bạn có thể kiếm được những cái câu lệnh, những câu prompt ha. Ngoài cái việc mà các bạn tự nghĩ ha, thì một cái cách khác nữa là các bạn có thể vào cái phần prompt generation là các bạn ha. Đây là cái câu, đây là nơi để các bạn có thể tạo những cái câu prompt ha. Thì các bạn được miễn phí nha các bạn. Các bạn được miễn phí 1.000 cái câu prompt nha các bạn, những cái câu lệnh như các bạn ha. Bây giờ mình sẽ bấm vào là beautiful girl ha. Đó, ví dụ như mình quan tâm đến những cô gái đẹp ha, ví dụ như thế thì mình sẽ bấm là beautiful girl. Rồi cái số đây là cái số mà cái prompt nó sẽ hiện ra ha. Thì ở đây mình muốn tiết kiệm cái phần này thì là bấm số ít thôi, mình chỉ cần hai cái thôi ha. Đó, các bạn muốn nhiều thì các bạn bấm 25. Đó, 25 thì nó sẽ trừ 25 điểm ở đây ha. Rồi mình sẽ muốn ít ít thôi thì mình sẽ bấm là 2. Rồi các bạn bấm vào idea này, idea tag này. Đó, nó đang load ra cho mình đấy các bạn. Rồi các bạn thấy không, thì nó đã tạo ra cho mình một cái câu prompt nó rất là ngắn gọn đơn giản. Bởi vì sao? Bởi vì mình viết nó rất ngắn thì nó cũng sẽ tạo ra một cái nó không quá nhiều dữ liệu để mà nó viết nhiều ra các bạn ha. Thì nó viết ra mình cho mình như thế này. Các bạn muốn nó viết nhiều hơn, dài hơn thì các bạn còn phải bổ sung cho nó nhiều thông tin hơn. Ok, mình sẽ copy. Rồi các bạn quay lại là image generation này. Rồi bây giờ mình sẽ thử dùng cái câu lệnh mà mình vừa bấm generate ra thì mình vừa tạo ra thì nó sẽ như thế nào ha. Rồi thì điều tiếp theo ở đây là gì? Các bạn quan tâm đến cho mình là cái phần cái model, cái mô hình bạn muốn chọn mô hình nào ha. Thì ở đây nếu các bạn muốn chọn người thì ở đây nó sẽ có rất nhiều mô hình ha. Ví dụ như RB4 là như mình thấy rất nhiều người. Thật mình nói thật là mình cũng không phải là chuyên gia trong cái công cụ này nha các bạn ha. Thì mình cũng chỉ là một người dùng và mình chia sẻ lại cho các bạn thôi. Đó thì mình thấy là những cái bức hình đẹp, những cô gái đẹp á thì là người ta sẽ dùng cái RBG này, hoặc là nếu các bạn muốn sử dụng những cái tạo hình nhân vật này nọ các thứ á, thì các bạn có thể sử dụng những cái dưới này ha. Rồi các bạn có thể thấy chữ cái chữ gen test ở đây có nghĩa là cái đây là mình huấn luyện cho cái công cụ này đó các bạn ha. Thì video sau mình sẽ nói về cái này nha. Rồi bây giờ mình sẽ chọn cái RB4G này. Cái phần ở đây là style gì? Đây là không style hoặc là Leonardo style. Ở đây mình sẽ chọn không. Thì cái phần này có nghĩa là cái phần các bạn loại trừ đó. Đó, mình sẽ search. Bây giờ mình sẽ bật cái này lên này. Rồi cái bật này lên các bạn hãy điền cái thứ mà bạn không thích à. Thì các bạn hồi nãy nhớ là lúc mà bấm remix remix lại đó thì nó sẽ hiện lại những cái thứ mà hồi nãy mình đã bấm ở đây ha. Đó, thì cái đây là một cái những cái ví dụ rất hay để các bạn loại bỏ ra những cái phần xấu của cho cái bức hình của mình ha. Thì ở đây mình nghĩ thôi mình giữ đi thì cho cái bức hình nó đẹp hơn. Ok, tiếp theo các bạn để ý cho mình phần bên trái ha. Cái số number này các bạn ha, number of image này có nghĩa là cái số lượng cái hình mà nó sẽ tạo ra ha. Số hình càng nhiều thì cái lượng này nó sẽ mất càng nhiều mà. Các bạn thấy mình bấm 4 này, ở đây nó sẽ là 4 token này các bạn ha. Nó sẽ mất 4 cái. Mình để 2 nó sẽ mất, nó sẽ còn là 2 cái. Nó sẽ mất là 2 cái token. Đó thì ở đây mình sẽ chọn 3 nha. Đó, mình ví dụ như vậy. Rồi các bạn chọn xong các bạn ẩn nó đi cho nó dễ nè, cho nó dễ nhìn ha. Rồi tiếp theo là Prompt Magic. Khi mà các bạn bật cái nút này lên, các bật cái công tắc này lên thì các bạn cho phép cái công cụ Leonardo này nó làm cho cái bức hình của bạn trở nên sống động, nó ảo diệu hơn, nó bá đạo hơn các bạn ha. Nói chung là nó đẹp đẽ, nó sắc, nó đẹp hơn rất nhiều ha. Ở đây mình sẽ thử mình bật cái nút này lên nha các bạn ha. Rồi mình sẽ bật lên này. Các bạn không thích thì các bạn tắt đi ha. Prompt Magic Strength. Các bạn cái số này càng tăng cái số này càng tăng là các bạn thì cái độ ảo diệu của nó càng nhiều ha, còn cái số này càng giảm thì nó lại càng ít ảo diệu hơn. Image dimension có nghĩa là cái kích thước của cái hình ảnh đó ha. Ở đây cũng vậy thôi, nó chỉ là của tỷ lệ ha, 1:1 hay là 3:4 hoặc là 4:3 ha, tùy các bạn ha. Nếu các bạn bấm vào thì cái số này sẽ tự nhảy thôi đó, các bạn tùy. Thì ở đây mình sẽ để là 1:1 hình vuông đó, kiểu như vậy. Cái phần scale này đó, cái số nó càng tăng nó càng đi xa khỏi cái nó càng ảo hơn so với những gì mà mình cung cấp ha. Các bạn nên để từ 7 đến 10 nha các bạn, trung bình là 7, 8, 9 thôi. Rồi tới cái phần dưới này á, image to image hay là image prompt này á, thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn sau nha. Sau khi các bạn đã cài đặt xong hết những cái phần này, bạn đã setup xong hết những phần này nãy giờ mình nói nó dài vậy thôi chứ nếu các bạn làm thì nó sẽ rất nhanh ha. Sau khi bạn đã xong hết rồi, các bạn bấm vào generate này.
nó rất là nhanh thôi các bạn. Thì đây là cái bức hình mà mình đã tạo ra như các bạn ha, các bạn thấy nó cũng hay không? Bây giờ mình hồi nãy mình quên mất là cái mình không biết là cái câu này có nghĩa là gì ha. Bây giờ mình sẽ copy mình ra mình dịch thử nha. Đó, mình quên mất. Đó thì để mình xem thử rằng là cái bức hình mà nó tạo ra cái đúng với những cái gì mà mình cung cấp không. Đó thì nó ghi là một cô gái xinh đẹp tóc màu vàng màu nâu vàng mặc chiếc váy trắng bồng bềnh đứng trên đồng cỏ ngập nắng. Đây, xinh đẹp tóc màu vàng, váy trắng bồng bềnh nha các bạn, và đứng trên cỏ và có nắng. Các bạn thấy không? Xinh đẹp, tóc nâu vàng đó, váy trắng này tuyệt vời không các bạn, và đứng trong một cái đồng cỏ có ánh nắng. Các bạn thấy nó trả lời đầy đủ không các bạn, rất là đầy đủ luôn. Một cái bức hình nó đáp ứng gần như là đầy đủ với tất cả những gì mình cung cấp luôn cho nó luôn. Và các bạn hoàn toàn có thể tải nó về nha, đây cái nút tải về đây, và hoàn toàn miễn phí và vẫn giữ được chất lượng nha các bạn. Rất là tuyệt vời luôn. Ok thì bây giờ mình sẽ qua bên đây mình xem thử rằng là nó có một cái hình nào đó nó đẹp, và mình sử dụng cái câu lệnh y chang. Mình sẽ sử dụng cái câu lệnh như vậy và mình sẽ làm thử, tạo thử xem là nó ra như thế nào nha các bạn ha. Ok bây giờ mình sẽ bấm vào cái hình này nè. Các bạn thấy Spider-Man này đẹp không bạn? Spider-Man này thật sự quá đẹp luôn các bạn, quá ngầu luôn. Bây giờ mình sẽ lấy lại cái prompt này nha các bạn. Mình sẽ remix lại nha. Đó, mình sẽ remix lại. Đó, nó sẽ ra phần này nha các bạn. Mình sẽ bật cái này lên. Đó, bật cái này lên thì nó sẽ loại bỏ ra những cái thứ mà mình không thích này. Thì phần ở dưới là những cái phần mà lịch sử mình đã làm nha các bạn ha. Rồi ok, ở đây mình sẽ giữ mặc định hết nha các bạn ha. Rồi, mình sẽ bấm generate thử nè. Rồi, các bạn thấy nó xịn không? Wow, nó tạo ra cho mình một cái hình mới. Wow các bạn. Rất đẹp các bạn, rất ngầu, rất ngầu. Wow, làm sao có được một cái hình Spider-Man nó xịn như thế này các bạn ha. Thật sự rất là tuyệt vời các bạn, quá hay luôn. Đó, các bạn thấy không? Các bạn hoàn toàn có thể tạo ra một bức hình như thế này. Việc các bạn có thể tạo ra được một những cái bức hình như thế này không tùy thuộc vào các bạn mô tả nó cụ thể như thế nào nha các bạn. Các bạn mô tả càng cụ thể, càng chính xác, càng chi tiết và cái phần loại bỏ này càng chính xác, càng chính tiết, càng chính xác, càng chi tiết thì cái hình của bạn nó sẽ càng đúng ý theo các bạn hơn ha. Nếu các bạn viết ngắn quá thì nó sẽ không đủ thông tin, không đủ dữ liệu để mà nó trả cho bạn một cái hình theo ý bạn muốn ha. Đó, vì vậy là cái việc mà các bạn sử dụng cái câu lệnh rất là quan trọng ha. Thì trước đó mình cũng có làm cái video này, bí kíp để các bạn khai thác và sử dụng ChatGPT hiệu quả này. Đó thì các bạn có thể xem cái video này để các bạn có thể có cái cách để mình sử dụng những cái prompt, những cái câu lệnh sao cho nó hiệu quả ha. Đó, các bạn nên xem cái video này của mình, rất là hay. Sau khi các bạn làm này xong ha, đó thì các bạn mình đã hướng dẫn các bạn đơn giản nhất cách để các bạn sử dụng cái bên này rồi ha. Rồi tới cái phần tiếp theo là cái phần Image Dynamics này các bạn ha. Hai cái phần này cũng rất là hay. Từ cái hình này và các bạn có thể tạo ra một cái bức hình nó tương tự với bức hình mà các bạn đã cung cấp ha. Ok bây giờ mình sẽ thử nha. Rồi mình sẽ bấm tải lên này. Bây giờ mình sẽ bấm vào cái hình ảnh này nha. Đó, mình sẽ thử này. Rồi tiếp theo là các bạn để cho mình là cái init, cái này mình cũng biết đọc sao, là cái init string này như các bạn ha, tức là cái số này càng tăng á, càng tăng nó càng khác với cái hình gốc ban đầu nha các bạn. Còn các bạn số này các bạn càng giảm á, đó các bạn khi càng giảm á nó sẽ càng giống với cái hình gốc ban đầu ha. Mình sẽ kéo nó đây nè. Đó, mình sẽ rồi ở đây mình sẽ yêu cầu nó làm cho mình là một cái bức hình về John Wick đi ha. Đó thì mình hồi nãy mình có một cái hình John Wick thì bây giờ mình nhớ đến John Wick nên là mình sẽ viết John Wick ở đây. Đó. Look at the camera. Các bạn nếu các bạn xem phim là bạn sẽ biết John Wick ha, cảnh rất là ngầu. Và nhìn vào cái camera như thế này, negative prompt như thế này ha, để mà cái bức hình mình nó không bị lỗi. Cái prompt yêu cầu của mình đáng ra các bạn cần phải ghi đầy đủ để mà nó có thể đưa ra một cái bức hình theo ý mong muốn của các bạn ha. Các bạn sau đó các bạn bấm generate này. Đó nhìn cũng khá giống nha các bạn ha. Đó các bạn thấy cái góc ban đầu của mình nó là như thế này và mình đã tạo ra một cái hình như thế này. Nhìn nó hơi ghê tí nhưng mà thật sự là khá giống các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ thử một cái người khác nha. Ví dụ như mình sẽ để ở đây là John Cena. Đây thì anh này là anh John Cena ha các bạn ha. Mình sẽ xem thử là cái công cụ này sẽ tạo ra bức hình về John Cena nó sẽ trông như thế nào ha. Rồi mình sẽ bấm vào Generate này. Các bạn thấy nó nhìn cũng khá giống cái này đúng không? Đó, thì các bạn tại sao các bạn thấy nó hơi khác khác, bởi vì nếu các bạn hạ cái này xuống nha các bạn hạ cái này xuống đó thì nó sẽ càng giống với anh này hơn. Đó, còn khi các bạn tăng cái này lên thì cái nó sẽ khác đi một chút ha. Đó, và các bạn hoàn toàn có thể tạo ra cái mặt của các bạn luôn nha các bạn, tạo ra mặt của các bạn, phong cách của các bạn ha. Tuy nhiên thì chắc là cái phần đó mình sẽ để ở cái video sau. Cái phần đó nó sẽ nói về cái phần huấn luyện cái con Leonardo AI này. Rồi như vậy là mình vừa hướng dẫn xong các bạn cái phần ở bên này ha. Nhìn vậy chứ cũng khá là đơn giản ha các bạn ha. Rồi bây giờ tiếp theo mình sẽ tới một cái phần mà nó sẽ sửa những cái phần mà bạn không thích ha. Các bạn có thể vào các bạn làm rất nhiều thứ trong đó hoàn toàn miễn phí luôn nha các bạn ha. Bạn ra ngoài lại nha. Rồi các bạn sẽ ra thấy cái phần này, các bạn sẽ thấy là AI Canvas này các bạn ha. Các bạn bấm vào. Rồi nó sẽ ra giống y chang khi các bạn sử dụng DALL-E 2 vậy các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ tải cái hình nó lên lại nha. Cái hình mình vừa tải về này.
Đó, rồi mình sẽ tải cái hình này lên này. Rồi, các bạn sẽ thấy nó có một cái khung như thế này. Đó. Và cái bàn tay này là sẽ di chuyển này. Đầu tiên là các bạn phải xác định là các bạn muốn sửa cái gì, sửa cái chỗ nào trước. Đó, ví dụ như ở đây mình muốn thay cái phần mắt của John Cena thành cái cặp mắt kính như các bạn ha, cái kính đeo đó. Rồi mình sẽ để ở đây. Tiếp theo là các bạn có thể sử dụng cái draw mask hay là eraser cũng được ha. Thì ở đây mình sẽ sử dụng cái eraser đi. Mình sẽ tăng cái này to tí nha. Mình sẽ tẩy cái mắt quả này đi. Rồi, sau đó là các bạn hãy gọi một cái prompt mà các bạn mong muốn ha. Thì ở đây mình sẽ đeo, mình ghi là sunglasses, có nghĩa là kính râm, kính đen đó các bạn ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ bấm vào generate này. Đó, các bạn có thể vừa thể thấy là nó vừa tạo ra cho mình một cái hình ảnh như thế này hai các bạn ha. Bởi vì cái số, nó sẽ có bốn cái phiên bản cho các bạn ha. Đó. À, cái phiên bản này nhìn có vẻ ổn đấy các bạn ha. Có vẻ rất là hài hòa này. Nó ra bốn cái này bởi vì là các bạn để bốn cái này ha. Đó thì nó sẽ mất bốn cái token như thế này. Thì ok, mình sẽ lấy cái số 4 như thế này ha. Rồi các bạn bấm accept này. Sau khi bạn bấm accept là nó sẽ trở lại cái hình thành cái hình ban đầu của chúng ta ha. Đó. Rồi tiếp theo bây giờ mình sẽ thử tiếp một cái nữa để các bạn xem là cái công cụ này nó hay như thế nào ha. Đó, mình sẽ bôi này đi này. Sẽ bôi này đi. Đó. Thì ở đây mình sẽ để cái khúc to như thế này ha. Đó, mình sẽ để cái phần này thấp thấp dưới này ha. Ok, sau khi bạn xong hết phần này, các bạn bấm generate này. Wow, các bạn thấy không? Nó vừa tạo cho mình xong đó các bạn ha. Nhìn cũng rất là đặc sắc ha. Đó, các bạn thấy không? Đỉnh chưa các bạn? Đó, thì các bạn muốn tóc dài, tóc ngắn hay là một cái kiểu như nào đó, các bạn cần biết rõ như thế này ha. Thì ở đây mình chỉ ghi là một vàng, tóc vàng như thế này thì nó sẽ tạo ra cho mình nhiều kiểu như vậy ha. Rồi sau đó các bạn muốn tải về đúng không? Các bạn chỉ cần bấm vào đây là sẽ tải về. Đó, thế đây là thành quả của chúng ta ha. Đó, các bạn hoàn toàn có thể biến chuyển. Đấy, các bạn có muốn tạo nguyên một cái khung hình rất là bự như thế này ha, bạn tô hết ở ngoài này cũng được ha. Vào cái công cụ này thật sự là rất là bá đạo ha các bạn ha. Ok, vậy là mình vừa hướng dẫn xong các bạn cách để các bạn có thể sử dụng một cái công cụ AI để tạo hình và sửa hình cho các bạn rất là độc đáo, rất là bá đạo nhưng hoàn toàn miễn phí ha. Cái video tiếp theo của mình thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn có thể huấn luyện cái công cụ này nha các bạn, huấn luyện theo cách để mà có thể tạo ra một cái bức hình theo ý của bạn ha. Đấy, ví dụ như thế này đó, các bạn thấy nó tạo ra hình của mình không các bạn đó. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn có thể tạo ra những bức hình của chính riêng các bạn luôn nha các bạn. Rất là hay nha. Ok, nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì các bạn hãy cho mình một nút like hoặc vài một lượt đăng ký để mình có nhiều động lực hơn để tạo ra những video hay và bá đạo hơn cho các bạn nha. Ok, cảm ơn các bạn. Bye bye.